Đây, bây giờ tụi mình sẽ nướng thịt để ăn trưa. Hôm nay á, là có thịt heo nướng, vậy Ui. là cánh gà nướng hả? Thịt heo này là em ướp kiểu gì? Ướp xà xíu hả? Trời, hôm nay thời tiết quá đẹp luôn. Trời nắng đẹp á, tưởng mưa nhưng mà cuối cùng là chỉ là mưa đầm mây thôi. Đó. Thời tiết quá đẹp, không lạnh. Thịt heo nướng trên cái vị nướng Hàn Quốc này thì đúng là đỉnh. Thơm lừng luôn. Hôm nay đi quên mất cầm cả cái kẹp. Chà, thịt chín rồi. Bao ngon luôn. Nướng than rồi thì thôi tuyệt vời mọi người ạ. Lời hay chưa? Cho mọi người xem cái thịt vừa mình mới nấu xong này. Mới nướng xong. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Để bây giờ mình thử nha. Xin mời cả nhà nha. Thịt heo mà nướng than thì thôi. Cạn lời. Ăn ở trong rừng nữa, đi camping. Trời. Bà trẻ bà chẹt luôn. Nó ngon. Còn thêm tương ở Chinh Chu nữa nhé. Trời ơi. Không thiếu một thứ gì. Xin mời mọi người một miếng nữa. Đây, đây là bữa trưa của tụi mình thôi. Đó. Thịt nướng nướng gà nữa. Qua cho mọi người xem tiếp. Ngon quá. Trời, thịt nó mềm. Cực kỳ mềm luôn. Thịt này á là mình chia sẻ cái chỗ mua cho mọi người. Thịt này là mình mua ở Miu Park, ở chỗ OG Fresh Cut đó, ở Miu Park của một người em của mình có một cái tiệm ở đây. Nếu mà ai ở gần khu Miu Park lấy lò thì nhớ mua ủng hộ cho ông em của mình nhá. Thịt rất tươi thơm và ngon luôn đó. Xin cảm ơn mọi người. Mình phải kéo cái lông lên này mọi người. Đã chưa? Mọi người thấy cái gì đây chưa? Trời ơi, một con bự cho bà luôn. Con này á, nhìn coi bộ là đực cả thì chưa biết, nhưng mà con này là nhìn coi bộ là sờ sờ là oversize này. Đó, nhưng mà bắt được con bự này là khoái rồi. Đó. Chà, cái chuyến đi này nó hợp lý quá mọi người ạ. Nha. Để giờ bắt nó ra cái đây này. Cẩn thận nha mọi người. Yuhu. Chắc phải úp ra đây, chứ con này giờ nó kẹp dữ lắm. Rồi, bắt được rồi. To quá. Coi cái được này. Con này là con cái ấy. Chắc chắn là ôm trứng luôn. Con cái này, tại vì có hai cái này này. Đó. Chưa? Có hai cái nụm ở trên như hôm qua mình nói này. Hai cái nụm dưới này á là con đực này. Mà nó hay cuốn vô vậy. Ừ, nếu mà cuốn như thế này là chắc chắn là con cái, tại vì khi mà nó ôm trứng á là nó hay cuốn như vậy. Để bây giờ mở cho mọi người xem này. Cẩn thận này. Ôi cha, nó kẹp thì thôi chứ. Đây 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 đây, cái ôm trứng luôn, thấy chưa? Đó. Cho mọi người xem. Nhưng mà phải làm cẩn thận nha. Này này, đó, thấy chưa? Thấy trứng này. Đó, là con này á bắt được là cỡ nào cũng phải thả. Chưa? Yeah, cứ ôm trứng là phải thả. Nhưng mà bây giờ á là mình sẽ để xuống, mình đo cho mọi người xem có cái con như thế này á là nó to bao nhiêu nha. Nhớ cẩn thận nha. Càng nào mà kẹp là không thua gì cả càng càng cua đâu. Này, từ cái mắt đó cái to nhất luôn. Là từ mắt. Ui ơi ơi. Đo cái này. Con này khỏe lắm. 10 này. Từ cái mắt này đi xuống đây là hơn 10 một tí này, tại vì cái cuối cùng của nó ở đây này. Chưa? Đó,
là con con này á là cỡ khoảng hơn 10 một tí này, cỡ 10 rưỡi á là nếu mà nếu con này mà không ôm trứng á là mình được bắt, được 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 phép giữ đó. Nhưng mà vì con này ôm trứng cho nên là phải thả xuống, thì bây giờ mình sẽ thả, nhưng mà trước đó là mình sẽ chụp một tấm hình lại để làm kỷ niệm cái đã. Rồi mình chụp hình xong rồi bây giờ mình sẽ thả con này lại nhá. Ok, hết sức cẩn thận. Yeah. Nếu ai mà sợ thì nhớ mang găng tay nha, tại con này là sắc lắm. Con này ôm trứng cho nên mình phải thả cẩn thận. Đó, bắt những con mà to như thế này là mà có trứng là tuyệt đối là không tiếc nha. Rồi đi về đi. Ghét chưa? Đó, bơi lui này. Quá hợp lý luôn. Và cuối cùng thì trời cũng đã mưa. Những cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Lò lửa của mình á thì vẫn cháy pha pha, ngồi đây thì vẫn ấm. Còn trên đầu có cái bạt đấy che mưa. Quá hợp lý luôn, không cần phải chạy trốn mưa. Còn gì bằng hả mọi người? Mới kéo lên được một con to khủng bố luôn. Wow, con này trời, chắc mình chưa bao giờ bắt được cái con mà to như thế này luôn á. Ghê thật đấy chứ, đang bắt con này thì cản là lại cản câu. Để bắt ra cái đó, con này phải xài găng tay chứ không lợi. Wow, con này to quá. Con này còn cái có trứng này, ôm trứng này, đó thấy chưa? Đó, rồi con này chắc chắn là phải thả rồi, nhưng mà để đo thử xem là nó to bao nhiêu. Sợ quá. Từ mặt gần 12 cm, hơn 12 cm chứ, tại ngay đây này, này, này cái chỗ này này, đó, từ mắt hơn 12 cm luôn, wow, kinh khủng khiếp. Con này là mình sẽ thả nhá, chụp, quay lại cái đó, đã chưa? Wow, kinh khủng. Rồi, để bây giờ mình đem con này đi thả. Rồi, bây giờ mình sẽ thả con này nhá. Mọi người nhớ nhá, nhớ giúp mình này. Bắt mặc dù con to như thế này nhá, nhưng mà phải thả, tại vì nó là con cái ôm trứng. Đó. Vậy là cũng quá sai nữa, tại vì là nó to hơn 12 cm lận. Đó, con này chắc là cái con mà bự nhất từ xưa đến nay mình bắt quá. Trời ơi, nhưng nó kinh khủng luôn á. Đà thiệt. Đi về đi. Wow, nhìn nó hâm hố chứ. Chưa. Chuẩn bị đi ra ngập người kìa, là bắt đầu nó quay lại này. Chưa. Đó, quay xe. Heidi. No. Heidi.
Con này ham ăn, không chịu đi về à? Tính vào cái lòng bắt 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 tẹp của mình à? I don't know. Đi về đi chứ. Chợ con này là dàn ghê à? Thả xong không chịu đi về, đòi đi vào bờ chứ. Và mới kéo cái lông này này lên khủng bố cho mọi người. Wow, trời ơi, hai con to bà chà luôn. Giờ trưởng bắt là mình thấy một con cái này đó. Chắc coi bố ôm trứng luôn. Hai con đến cái con này đó, mọi người thích coi này. Con cái mà ôm trứng nó thường hay nó quặp cái đuôi như vậy. Thế để bây giờ mình mở ra mình xem nhé. Có trứng nha, có trứng này. Đó, rồi, để coi cái con này cái size là bao nhiêu. Để mình coi con này trước nha. Con này là con lúc này con cái ôm trứng này. Con này là vừa đủ 10 sáng luôn. Này, từ mắt này tới nơi cái lưng là này, hơn một tí nữa. Đó. Là con này là đủ tiêu chuẩn nhưng mà tại nó ôm trứng này là mình phải thả nhá. Rồi, để nó sang một bên. Đó tiếp con này, à kiểm tra tiếp con này coi có trứng không, rồi thả nốt luôn. Rồi, con này là nhìn thấy là ôm trứng lên này. Cho mọi người xem này. Thấy chưa? Đó. Con này là to hơn một tí xíu. Này to hơn tí xíu. Wow. Hơn 10 này. Con này là cỡ khoảng 11 trắng á. Trời chưa tới 12. Đó, nó ở ngay đây này. Đó, cỡ khoảng 11 xăng. Hoặc 11 xăng rưỡi. Rồi, bây giờ mình chụp hình hai con này xong rồi mình thả. Quay cho các bạn coi này. Đó, đã chưa? Tắt cái đèn trên đầu anh ơi. Rồi, quay cho các bạn coi này. Bắt hai con một lần. To quá trời luôn. Nhìn đã không? Nhìn mà là cười. Đã chưa? Bật đèn của anh lên. Hả? Rồi. Giờ hai con cái này cũng ôm trứng luôn. Tối nay toàn bắt con cái ôm trứng. Nhưng mà không sao, bắt được là vui rồi mọi người. Mà con to này chứ. Là mình sẽ thả hai con một lúc này. Một con này, hai con này. Đã chưa? Nhìn thích ghê. Về nhà đi, đừng đi bài ba nữa. Thêm được một con nữa nha mọi người. Cái này là ở cái lông khác. To dạ man. Nhìn cái điều to này chắc dễ con cái lắm này. Đúng rồi, con cái ôm trứng luôn.
Wow, con này trứng qua trời luôn này. Để cho mọi người xem. Này, đã chưa? Chưa. Cho mọi người coi này. Đó, kinh khủng. Rồi, thử đó con này xem là nó bao nhiêu nhá. Con này nó khỏe thiệt chứ chứ. Nhầm, đó phần to. Con này là hơn 12 xăng. Giống như con đầu tiên lúc này. Wow, đã thiệt. Coi này, coi trứng này, qua trời luôn. Nhưng mà đó, tiếp tục là con cái ôm trứng, cho nên bắt buộc phải thả. Để bây giờ mình đi thả tiếp nhá. Wow, tối nay qua trời. Qua trời qua đất luôn. Mà toàn con cái ốm trứng chứ. Đó, đi về đi. Đừng đi vô được ấy chưa. Nhìn thích ghê. Mới kéo thêm được hai con nữa này mọi người. Cái lông này mới thả chắc được 10 phút quá. Coi này. To quá trời luôn. Cái. Lại cái tiếp. Trời ơi, tối nay cái chắc là nó đói bụng hay sao á. Nó đi qua trời. Và lấy giúp anh cái thước ấy. Lát để mình đi. Rồi, để mình đo con này cho mọi người xem nha. Hơn 10 này. Đó, con này lại chắc là 11 tiếp quá. Quay bên kia thấy. Gần 12. Này, từ mặt con này là đúng 12 luôn á. Đúng 12, à, ngay cái mẹp ở đây này. Đúng 12 xong. Mà ốm trứng cho nên là phải thả nha. Để mình để đang ở đây kia đã. Kiểm tra con này. Con này cũng cái ốm trứng luôn rồi. Nè, trứng này. Đó, kiểm tra luôn. Con này là hơn 10 xăng này. Con này cỡ khoảng 11 á. Con này 11. Yeah, tại nó còn cỡ khoảng 1 xăng ở đây nữa. Đó. Cho mọi người xem lại này. Thấy chưa? Nó mới ngang giữa đây à. Đó. Rồi, phải đem thả hai con này nữa. Mình kéo lưới ở đây là nó hơi cao cho nên mình giảm ném xuống tại vì nó ôm trứng á. Cho nên là giờ đi thả xuống. Để anh ném nhá. Đây đạp này. Không kì cái đâu. Hử? Không cái đâu. Đuổi luôn á, đi thả đuổi luôn á. Mà chưa có con nào giữ được. Nhưng mà không sao, tối nay bắt như vậy là quá vui rồi. Đi về đi. Đó, về. Đi ở đây trơn thôi, mọi người cẩn thận nhé. Thả về tự do. Đây, xin giới thiệu với mọi người. Đây là bữa ăn tối cuối cùng của lần đi cắm trại này của vợ chồng tụi mình. Đó, thì thực đơn hôm nay á là có gà nướng này.
nướng trên than. Mà vợ mình để lửa nhỏ á, cho nên nướng nhìn cái miếng thịt gà nó ngon chưa? Miếng cánh gà chưa? Ủa trời ơi, nhìn mà chảy nước miếng luôn á. Rồi, còn bên này á, thì có cơm chiên. Cơm này là cơm nguội vợ mình mang đi từ nhà đi. Xong rồi tới đây chiên về trứng để chút nữa ăn cơm chiên với cánh gà nướng. Là xong một bữa tối, quá tuyệt vời luôn. Lúc này á, là kéo lưới để mà bắt crayfish á, liên tục luôn, liên tu ti luôn. Đó, cho nên là giờ mình ăn tối được này. Đây, thì vợ mình mới nấu xong cái bữa tối này. Đó, thì tối nay có cơm chiên, có gà nướng. À, nhìn hấp dẫn chưa? Rồi, bây giờ mình xin mời mọi người nhá. Cơm chiên ngon quá. Thử miếng nào. Gà thơm quá trời luôn. Ngon. Xin mời mọi người. Đây, này mới ăn cơm xong. Đi ra thử kéo lưới thử xem có cái gì không. Thấy được một con khá to. Đó. Mang biết được cái. Đi dỡ lên con. Ôi chà. Cái thôi. Nhìn cái điều này. Rồi ôm trứng luôn này. Quá trời. Để mình đo thử nhá. Xem bao nhiêu xăng. Ê, đi đâu đây? Quay lại đây. Mấy con to này nhìn ớn lắm, phải mang găng tay. Đó. Đó từ sau mắt này. Con này là hơn 10 xăng một tí thôi. Chắc cỡ gần 11 xăng. Cỡ 10 xăng rưỡi gần 11 xăng á. Đây, tới ngay đây này. Đó. Cho mọi người xem lại này. Chưa? Rồi, con này con cái ôm trứng. Không được lấy luôn. Thì mình để tạm ở đó cái đã. Để mình quăng cái lưới xuống cái đã. Coi nó bò này. Rồi đem tới đâu kia thấp thấp để thả cho dễ. Mà tếu ha. Cùng trên một vị trí. Trên một trong sông. Đêm qua đêm đầu tiên á, thì chỉ bắt được một con. Mà nó mấy chín nhỉ? Nhỏ xíu à, được một con chứ mấy. Cẩn thận hộ. Còn đêm, còn ngày hôm nay á, buổi chiều là một con. Con tối giờ chắc phải, nếu tính con này nữa chắc phải con này con thứ 9 con thứ 10 gì đó. Ha. Này, mà con này là có một cái râu là bị ngắn một râu dài này. Râu bên trái ngắn ấy, râu bên phải dài. Để có chút nữa nó có mò lại cái lông của mình không. Để biết có phải là bị trung không nhá. Rồi, bây giờ thả nó xuống này. Rồi, bây giờ mình sẽ thả nó đi về. Và tự nhiên về đi. Đêm nay là đực, à lộn. Đêm nay là bắt con cái ôm trứng không luôn á. Không có con cái không có trứng mà cũng có thấy một con đực luôn. Là từ hôm qua tới giờ là bắt được mười mấy con mà chưa có một con đực. Kinh thiệt. Nhìn là bơi hay thật chứ. Nhìn gái ở giữa lưng ấy. Đẹp. Đợt này mà mình bắt được một con nào mà đúng sai là mình về mình bỏ trong cái hồ cá nhà mình nhá. À, tại được phép nuôi mà. Nếu mà đúng sai là nuôi con này đúng độc luôn á. Ai có, ai muốn có là phải đi bắt. Rồi cái lồng bên này có gì không? Không có gì. Ok. Tối nay bắt được mấy mấy con là vui rồi. Mặc dù không bắt, không có con nào được giữ lại hết. Nhưng mà không sao.
có cái lồng tẹp này để cào thử coi nó có cái gì không. Còn đường mấy con tẹp nhỏ xíu, không biết trong này có không. Ok, thả lại. Rồi, giờ check hai cái lồng này thử coi có gì không. Không có. Không có luôn. Rồi. Mày cào thêm được một con này nè mọi người. To quá trời luôn. Lấy cái thước ta. Năm nay bắt nhiều con to thật đấy chứ. Coi nó đòi cắt dây đòi ra kìa. Come on. Rồi. Rồi cãi rồi. Trứng luôn. Đợt này đi toàn cãi không à. Mà thôi kệ. Để đo thử coi con này to bao nhiêu thôi. Đứng lại. Yeah. Rồi. Con này 11 xăng tới đây. Nha. Yeah. Rồi, khoảng 11 xăng ạ. Hơn 11 xăng tí. To quá ha. Đã thiệt chứ. Thôi xin tấm hình. Wow, kẹp tay này. Thấy chưa? Cũng có cái găng tay là đi với nó đó. Thả này. Thả. Hả? Bây giờ đem con này về thả. Đi thả không đuổi nữa. Rồi đi về đi. Mấy cái càng trắng nhìn đẹp quá em hả. Trắng bóc. Năm nay mấy cái con cái mà nó ôm trứng nhiều con bự quá hả. Ừ. Đây, mọi người coi cái bánh xe của mình mà lúc mà nó bị mắc kẹt này, là nó dơ. Thì dơ, tụi mình dọn dẹp để ngày mai về là xong xuôi rồi còn dư nước trong này. Thì mình sẽ lấy cái máy bơm nước của mình để xịt cái này cho nó bớt bùn để cho nó đỡ trớn á. Thì lúc đi ra nó sẽ an toàn hơn. Đó. Mình phải xịt bây giờ chứ không sáng mai dậy là dọn đồ là nó lu bu. Không làm được. Thấy bùn nó bám ghê không? Đó. Phải rửa chứ không là lột ra trơn là không đi ra đường nữa đâu. Này, bám này. Ghê thật chứ. Coi này. Bởi giờ có cái bơm này nó tiền thế chứ. Chứ không là thua. Trong thẳng với đô là đầy nhóc bùn luôn. Này.
May là cái bơm nước này của mình nó cũng mạnh. Cái này là mình tự chế ạ. Để mình phải lấy cái chổi tra bớt. Chứ cái này ghê quá. Rồi, để mình tra nốt rồi. Tra xong nha.